Hello, xin chào mọi người, chào mọi người đã quay trở lại với channel Thiên Vũ Audio ha. Thì mình là Khánh. Ở clip lần này thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người một cái dòng loa có thể vừa karaoke, có thể vừa nghe nhạc, không cần sub luôn. Và nó ở phân khúc giá bình dân, nó sẽ tầm khoảng trên 30 triệu một xíu cho nguyên một bộ dàn. Vậy thì cái sản phẩm mình đang nói ở đây là gì thì mình cùng với mọi người cùng nhau tìm hiểu nha. Bắt đầu thôi. Ok, trước mặt mình đây là một cái dòng loa đứng của CAVS nha. CAVS thì trước đây mình cũng có review vài dòng rồi. Thì thương hiệu thì là thương hiệu của Mỹ, sản xuất tại Trung Quốc, rất là rõ ràng, có tem đây rõ ràng này. Mình thích những cái sản phẩm mà nó có như thế này, nó ghi rất là rõ ràng trên này cho mọi người thấy. Đây, công ty sản xuất nè, mới 100% do Trung Quốc sản xuất luôn nè, ghi rõ ràng ha. Rồi, dòng này là một dòng loa thùng nha. Trên thùng mọi người có thể thấy ghi rõ ràng hình dáng của nó này. Nó sẽ gồm bao gồm là 2 cái bass 10 inch là khoảng 2,5 tấc á. 2 bass là một chép. Rồi, dòng này sẽ là dòng loa cột nha mọi người. Thì thực tế thì trước giờ bên mình, nếu mà mọi người coi Thiên Vũ lâu á, và mọi người mà coi mình lâu á, mọi người sẽ biết rằng mình chưa bao giờ khuyến cáo mọi người xài những dòng này để karaoke. Tuy nhiên, lần này CAVS làm khá là tốt và đã thay đổi được quan điểm của mình là có những dòng loa cột có thể làm ra để hát được. Dòng này khá tốt nha. Rồi, vậy thì mình sẽ bóc hộp ra cho mọi người coi xem mà hình dáng nó như thế nào và chất âm thực sự nó sẽ như thế nào nha. Ok. Con này thì hơi bự một chút xíu. Để mình lấy cái dao. Hơi bự chút xíu nha mọi người. Chắc xíu đây. Con này thì mình cũng, nó cũng mới ra mắt gần đây thôi, cũng chưa lâu. Nếu mình nhìn không nhầm thì nó tầm khoảng 1 tháng trước là nó ra. Nếu mà mọi người lên clip này xong thì nó tầm ra mắt được tầm tháng rồi. Mình khui cái đầu luôn. Thật ra mình không, nói thật là trước đây mình không có tin đến cái dòng này, bởi vì là mình cũng test rất là nhiều dòng loa mà nó có hình thức như thế này rồi, chứ không phải là CAVS không phải là người đầu tiên làm những cái dòng kiểu này để karaoke nha mọi người. Trước đây thì có cả đây nặng quá, để mình rút đây, nặng quá rồi. Chà, nó nặng rồi. Để mình bê cái loa lại rồi mình nói tiếp ha. Loa nặng dữ chứ mọi người, không phải nhẹ đâu. Cũng đuối luôn á. Loa mượn nên là cũng phải cẩn thận chút xíu nha mọi người, không có sức loa chết. Rồi, ok. Rồi, để mình nói tiếp ha. CAVS thực ra không phải là cái công ty đầu tiên mà đưa ra ý tưởng làm những cái loa mà nó hình thức như thế này. Một cái loa mà nhìn hình thức là giống hi-fi rồi đó, giống bên nghe nhạc và xem phim rồi đó, mà để karaoke. Thật ra trước đây rất là nhiều khách đã xài clip để ra karaoke nè, rồi Jamo nè, rồi Paramax cũng có luôn, rất nhiều. Tuy nhiên thì với cái giọng của mình không biết mọi người sao nha, với cái giọng của mình khi test những cái dòng đó, mình chỉ cần alo một chút xíu nhẹ thôi là vỡ tiếng hết. Mà cái việc vỡ tiếng hay không vỡ tiếng thì mình, như mình nhớ mình có làm clip rồi, thì mọi người có thể quay lại clip đó mọi người coi, hoặc là mình sẽ ghim lại cái clip đó. Trong khi mà cái tiếng test, một cái tiếng vỡ tiếng nó như thế nào á, thì mọi người có thể nghe clip đó, mọi người sẽ có thể cảm nhận được là khi những dòng cột này, khi mà mọi người hát á, với cường độ cao á, thật ra bởi vì karaoke mà mọi người không phải là trình diễn, mọi người không có nương cái loa, mọi người hát rất là lớn, thì nó sẽ rất là nhiều dòng trước đây đều bị vỡ tiếng cả. Mình test mình thấy nó vỡ tiếng quá, mà mình bảo là karaoke nếu mà thực sự lâu lâu mới karaoke một lần á thì không sao, nhưng mà nếu mà cứ karaoke thường ngày liên tục á, thì mà vỡ tiếng của đó là về sau hư hết loa. Tuy nhiên dòng CAVS lần này khá tốt, không vỡ tiếng nha, cho dù mình đã cố tình hét rất là lớn, vào mic và âm lượng rất to luôn, nhưng nó không bị vỡ tiếng, rất là ok. Chứng tỏ là cái củ loa này làm tốt nè. Rồi, nói sơ qua về hình thức bên ngoài xíu đi ha. Thì mọi người nhìn cái hình thức này thì mọi người thấy ha, Có thể nói là CAVS lần này nó lấy cảm hứng từ dòng B&W nha, B&W đầu 8 rồi gì đó. Nó có cái super chép trên này nè, bên hi-fi người ta gọi là super chép này, như kiểu hoạt tiễn đầu này kia, như viên đạn á. Đó, cái con này là con super chép nha mọi người, chứ không phải là cái chép. Chép nó dưới này thì mình gỡ ra cho mọi người coi. Cái này cái lớp màng lưới của nó cũng làm bằng gỗ khá là cứng. Đây, đây thấy chưa, đây mới là chép nè, con này mới là chép nè. Ở đây là hai cái mít bát, hai củ mít bát 10 inch to đùng luôn. Gân là gân như kiểu mình không nhớ tên con này đâu, nhưng mà về cái miếng này là miếng foam gân cao su với cũng foam nhẹ, nó không quá cứng cũng không quá mềm. Đó, còn đây là cái chép nè, chép, và cái này là super chép. Rồi cái mặt này, mặt lưới này nó làm bằng gỗ luôn nha mọi người, gỗ hay nhựa gì đó nhưng mà khá là nặng, không phải dạng và. Nhưng mà cái lưới này mình chê cái lưới này nhìn nó hơi lởm lởm, kiểu cái lưới này mình ấn vô nó cứ vòng vòng vòng, mình thấy không. Đương nhiên với một dòng loa mà gọi là ở mức entry level, ở mức gọi là bình dân á, tầm bình dân á, ở mức vừa tiền á, thì mấy cái này thì cũng không nên khó tính quá với nó. Nhưng mà thôi thì review thì mình sẽ nói hết để mọi người biết được cái sản phẩm của mọi người nhận được là gì. Này, một cái lưới bằng gỗ. Rồi quay đằng sau nha, quay đằng sau cho mọi người coi. Đây, dành cho ai chưa biết thì CAVS là của Nhật Hoàng phân phối ha. Bên nhà phân phối này thì họ làm cả bên Jaguar nữa, phân phối cả bên Jaguar nữa. Mấy dòng mà S1000, S2000 của mình làm á, là cũng bên này phân phối luôn ha. Đây mã sản phẩm của nó đây nè, TL 210 ha. Có thông số kỹ thuật đầy đủ nè. Đây mình coi coi, thông số là 500W RMS. Rồi. Design USA, là sản xuất tại China, rồi rõ ràng ha. Rồi chưa kể thêm hai cái lỗ hơi này, cái lỗ hơi này là bữa mình nói rất nhiều về vụ lỗ hơi này rồi. Lỗ hơi mà để phía sau này mọi người kê sát tường chút xíu, cách tầm khoảng vài phân đó, tầm khoảng 5 xăng đến 10 xăng á, là nó cộng hưởng ghê lắm, nó cộng hưởng súp đánh đã lắm. Điểm đáng nói của ở bên cái thòng này nữa là cái phần về vỏ. Thứ nhất là nặng nè, ok, gỗ chất lượng tốt, nặng, ok ha. Thứ hai là cái phần dán, đương nhiên lỗ này lỗ dán thôi chứ không phải là gân gỗ đâu, gân gỗ thiệt đâu. Thì nhưng mà dán khá tốt nha, khá chi tiết đấy. Không biết là một tấm hay sao nhưng mình không thấy cái đường mà kiểu như là cái vết giữa hai đường dán á, thì mình không thấy ở đây. Thì chứng tỏ là keo tốt và cái tay nghề người thợ làm khá là hay để ra được một cái sản phẩm như thế này. Ok, và review thì đương nhiên không thể thiếu nào vào nghe thử rồi ha. Vậy thì mình sẽ cho mọi người tí, mình sẽ mở cho mọi người. Thứ nhất là về phần nhạc nó sẽ như thế nào nè, rồi phần coi phim nó sẽ thế nào. Phim thì chắc là mình mở chiếu trailer thôi, chứ còn mình mà chiếu phim dễ bị Google đấy bản quyền lắm mọi người. Thì mình sẽ mở trailer cho mọi người coi ha. Rồi thứ ba nữa là mình sẽ thử karaoke trên con này. Mình sẽ ghép cục đẩy vang số micro vô và mình hát. Và bên mình sẽ hát, cố gắng hát lớn nhất có thể để cho mọi người cảm nhận được và xem là cái độ thoát tiếng của con này nó như thế nào so với các dòng khác thị trường như thế nào. Mọi người đếm xem nhá. Mộng hồng tròn môi tình xanh như khúc hát, ai đã hẹn với thề để rồi lỡ mối duyên thơ xa đi chẳng xa tơ. Ngày em thấy chỉ mong bây giờ hạnh phúc, nhưng cậu nên lắm trong tình yêu luôn gọi chúng ta là kẻ bao tiêu. Ai cũng mơ hồ mỗi mình không lên vì sống bên. What is wrong with me? I'm sorry. Oh, baby, baby, it's a while. We've come a long way. You and me. We are strong. This world can't survive if you stay together. Ok, vừa rồi thì mọi người vừa mới trải nghiệm mà thử cái dòng loa CAVS TL 210 mới của bên nhà hãng CAVS. Mọi người có đánh giá như thế nào về cái dòng loa cột như này thì hãy cho comment phía dưới cho mọi người biết. Và khách nào đã sở hữu dòng này rồi thì cũng comment đánh giá cho mình biết nhé. Mình là Khánh, xin hỏi mọi người, nếu mọi người thấy clip này hay, mọi người hãy cho mình một like, một share, một subscribe để mình tìm kiếm nhiều hơn các sản phẩm để review. Bye bye.